Nhưng mà bọn này hay nhỉ. Vâng. Ví dụ như là có một bát thôi nhưng mà con này cũng không hề chanh đúng không? Không. Nó quen rồi. Không được phép. Ừ. Được phải ăn xong thì cái mới được ăn. Ừ. Đây là cái này là do luật của trại. À. Một là mình quy định, hai là chắc là con cái này nó cũng sợ con đực này nữa, đúng không? Đúng rồi. Bén mảng vào là bị ăn đợp ngay. Vâng. Đúng không? Video tiếp theo của mình tại trại chó siêu to khổng lồ của Hồng ở dưới Hải Dương. Đây, giờ mình đang vào cái chỗ mà nuôi chó đây. Thì xin giới thiệu với anh em, đây là hai người bạn mà chủ của cái trang trại này. Bạn Hồng thì xuất hiện cái video thứ nhất rồi. Còn đây là Đinh Bắc Hải Lãng. À, Đinh Bắc Hải Lãng. Chào cả nhà nhé. À, ok. Vâng. Hôm nay anh em nhờ ông chủ dẫn cho anh em đi tham quan một cái nhá. Vâng, đi vào đây. Với cả hôm nay là trời mưa gió nhá. Hôm nay trời rất mưa gió nên nó rất là bẩn. Anh em phải hết sức thông cảm cho mình nhá. Đấy. Cái video thứ nhất thì mình quay ở đây thì giới thiệu về một vài những cái chú chó mà Alabai. Thì còn chỗ trại chó của Nam còn có cả dòng là Great Dane nữa đúng không? Đúng ạ, Great Dane em nuôi số lượng rất lớn. Con này là nó là vào khoảng 1 tháng 10 ngày tuổi. Trung bình to nhất nó là vào khoảng độ 5 cân. À, đàn này mới được khoảng tầm 1 tháng đấy à? Vâng. 1 tháng 10 ngày gọi là 40 ngày đúng không? Chưa được 40 ngày. Chưa được 40 ngày. À. Mình cứ tính khoảng tầm đó. À. Giá chó Great Dane mà chó con này thì hiện tại là bây giờ khoảng bao nhiêu? Như trại em chuyển giao thì gần như là nó dao động từ 8 đến 10 đến 12 triệu một con. Là với những cái bảng màu tối, còn bảng màu đẹp bò sữa như bò bố sữa. Đó đây thì nó là vào khoảng độ tầm 15 triệu, từ 14 đến 15 triệu một con không giấy. Ok. Rồi, anh em đi tham quan đi. Đó. Đây là Leo. Leo. À. Thuộc dạng số má Việt Nam đấy. Rồi, nhập Nga đấy. Nhập Nga. Em được 5 tuổi. 5 tuổi rồi. Vâng. Và bây giờ được khoảng tầm bao nhiêu cân? Trung bình nếu mà đỉnh điểm nhất của nó sẽ dao động vào khoảng tầm xít soát 80 cân. Nhưng mà tầm giờ là bạn ấy đang thay lông nó hơi gầy chút. Thì phần lớn cái dòng khổng lồ này cứ thay lông là chúng nó sẽ gầy và ăn kém đi. Lúc đấy mình phải bổ sung nhiều chất. Đấy. Nhưng mà Great Dane trông to hầm hố này khá là hiền đúng không? Vâng, nhưng mà đặc tính của nó là rất lành, thân thiện với con người. Đây đây, chú này là có hai chú chó màu blue à? Màu này Great Dane gọi là màu gì? Màu này là màu, thì mình dịch tiếng Việt gọi nó là màu thạch anh. À. Còn không thì cứ gọi nó là màu xám, theo thị trường chung của anh em. Đấy, đấy. Con cái à? Cái hết. Cái hết. Dãy này là cái hết. À, khu này khu cái. Vâng. Đấy, còn khu ở phía trong kia nữa đúng không? Vâng, trong kia là một bạn Alabai nhập Zumali với một bạn đực đen có giấy hàng VK sinh sản Việt Nam. Ở chuồng đấy thì bình thường một chuồng này thì nhốt được cái chung với nhau hay như thế nào? Thực ra là đợt này nó đang trong quá trình em xây dựng cái trại ở bên kia nên là em dồn hết về đây. Đấy, nên là sửa chữa nó bắt buộc như này chứ còn chuẩn theo đúng tiêu chuẩn là mỗi con một chuồng. Chứ không được phép. Ok, giới thiệu thêm chuồng bên này đi. Chuồng bên này thấy một đây con là bạn này đang chữa. Vâng, đây là cái màu này nói chung là cũng tương đối hiếm ở Việt Nam đấy. Bò sữa nhưng mà lại trắng vàng. Trắng đúng vàng, vàng bò đấy. Trắng vàng bò sữa. Bạn ấy cũng phối được 20 ngày đấy. À. Bọn này thì cũng như bình thường là thời gian mà chữa của nó khoảng tầm 60 ngày à? Vâng, nó sẽ dao động từ 57 ngày đến 62, có những con đến 65 ngày. Đấy. Nó tùy cơ địa của từng con và từng mùa. Là gấu nhập Nga. Còn bạn này là Bin nhập ở bên dòng VK sinh sản tại Việt Nam. Được. Đây. Hai con này thì lên cái video đầu tiên rồi, rồi đúng rồi. Không? Đúng rồi. Lên cái video đầu tiên rồi. Đấy. Nằm trông rất là buồn luôn. Nằm trông rất là buồn. Còn đây là Great Dane. Thằng này là bây giờ mới là được 13 tháng. 13 tháng à? 13 tháng. To nhỉ. Nó dao động vào khoảng độ tầm 76 cân rồi. 76 cân. Nó khiếp luôn. Hết. Lên. Vicky. Lên. Hỡi. Với một chó to này thì hàng ngày bây giờ một ngày chắc chỉ cho ăn một bữa thôi đúng không? Với đực thì là em sẽ bổ sung hai bữa, còn chó sinh sản là em chỉ cho ăn rất ít. Tương đối ít. Chỉ một bữa một ngày. Một bữa thôi. Còn chó con thì bây giờ ăn bao nhiêu bữa? Dạ. Con chó con ấy. Chó con thì em sẽ buổi sáng là ăn thức ăn sống. Và buổi chiều là em sẽ cho ăn cháo. Đấy.
cháo gà hoặc là trứng tắc cá. Vicky, bạn này là nếu mà nói mà xét theo chiều cao thì chắc ở Việt Nam là cũng tương đối là khó lần đấy. Nếu mà để mà nói chiều cao với con như này, 13 tháng này vâng. Kinh khủng khiếp và hốt rồi. Với là cái giống chó mà to khổng lồ này thì phải trên 2 năm tuổi thì mới gọi là vỡ hết khung ra. Đúng rồi, em đang cố gắng là đợt sâu này là em sẽ dẫn bạn này đi đang cố gắng huấn luyện. Con này phải có đầy đủ giấy tờ thì mới đi sâu được chứ. Vâng, đủ giấy tờ luôn, có VK luôn. Thế đây. Đi gọi như là để mà giới thiệu cho cộng đồng được biết đúng không? Vâng. Phần lớn là vừa rồi Việt Nam mình là gần như là chưa có sâu ghép đan. Có nên là em đang muốn sâu của Great Dan mà là anh em nuôi Great Dan là chưa tham gia. Chưa tham gia. Tại vì nếu mà để một chú chó mà đi sâu thì cần phải training, cần phải huấn luyện rất là nhiều. Đúng rồi. Để cho nó quen với cả cái sự náo nhiệt của cái sân vận động mà. Đúng rồi. Rồi gặp rất là nhiều chó nữa. Đó. Như bạn này là nó được cái tính nết hay cái cách nó nên tính. Bọn Great Dan này thì nó nên tính. Nhưng mà vấn đề khi mà mình đi dog show là vấn đề là phải trình diễn cho đẹp mà. Đúng. Đúng. Hiện tại cái khu này thì anh nhìn thấy có khoảng tầm trên 20 chú chó. Vâng. Còn trại của mình còn khu nào khác nữa? Em nếu như ở Hải Dương này là em có khoảng độ 3 anh em. Là sẽ là trực thuộc của trại. Em sẽ hỗ trợ từ giống đến đầu ra cho anh em toàn bộ. Là bao tiêu sản phẩm đấy hả? Đúng rồi, bao tiêu sản phẩm và kể cả con giống khi anh em cần nuôi, em sẽ hỗ trợ cả con giống cho anh em nuôi. Đấy. Ok. Cửa được em lo và đầu ra em lo hết. Và tất cả những anh em đến trại mà có nhu cầu cần đầu ra về, nếu như lấy được của nhà em và theo chăm sóc kỹ thuật của em thì em sẽ hứa bao đầu ra cho anh em. Bao đầu ra. Vâng. Theo phải đúng cái quy trình của mình đúng không? Đúng, và phải đúng cái quy trình của em. Và con giống hay con chó con nó phải đạt đủ cái cân lượng hay đạt đủ chất lượng thì đúng, mình mới có thể nhập lại được. Vâng. Đúng không? Vâng ạ. Rồi, bây giờ là có khi là anh em chuẩn bị cho đàn chó ăn đi. Vâng vâng. Đấy thì hàng ngày anh em ở trại chó mà cho những cái chú chó ăn thế nào thì hay quay đúng lại như thế nhá. Vâng. Thì Nam có thể giới thiệu cho anh là cái suất ăn này hôm nay là như thế nào nhỉ? Định lượng hôm nay như thế nào nhỉ? Như chỗ này là trung bình đấy, là gia đình nhà em là cho ăn với những con chó đực. Thứ nhất là nó đủ phong độ và để mình lấy giống đủ tiêu chuẩn. Thì trong cái suất gà này xay là gà là gần như là bọn em lấy gà tươi của họ thịt ban vào tầm đêm đến 4 giờ sáng đến 4 giờ sáng là họ sẽ thịt, thì là mình sau đến tầm 7-8 giờ sáng họ mang gà tươi đến mình cho vào máy xay. Đấy thì xay vào đây thì là em có thêm vào là cứ trung bình là một tạ gà em sẽ cho vào khoảng tầm 15 kg bò. 15 kg thịt bò. À, thịt bò. Đấy, thịt bò tươi ấy. Tất cả tươi là em sẽ xay lẫn là để phục vụ dành riêng cho những con đực của trại. Đực vì nó còn là giống nữa mà. Đúng không? Đúng. Toàn bộ những con đực giống và chó con. Là em sẽ ăn cho ăn tiêu chuẩn vào buổi sáng. Đấy. Là tất cả là chỉ có vậy thôi. Gọi là bữa này bữa sáng còn bữa chiều buổi sáng thế nào nữa? Chiều là em sẽ nấu cháo. Và hôm thì thức ăn này, hôm thì cá hoặc là trứng trứng tắc ấy. Trứng tắc của những cái chạy ấp. Đấy, người ta chuyển đến cho em. Thì là phần lớn là nhà em chỉ cho ăn vậy thôi. Với những cái loại cá vụn, cá người ta kéo ở ngoài sông ấy. Cái cá gọi là tầm nó sẽ rất rẻ tiền thôi. Thì mình sẽ hỗ trợ vào nấu lẫn cho ăn. Rồi, có nghĩa mình thay đổi là ba, có nghĩa hôm nay gà, mai cá, ngày kia có thể là trứng. Đấy, xong mình lại quay lại như thế. Nhưng mà riêng khẩu phần của những con đực của em là buổi sáng là thịt gà xay và thịt bò lẫn, thịt bò là không bao giờ bỏ, ăn tươi sống ấy, ăn xương. Vâng. Vì vấn đề là anh em đang ở cái trại của mình đang ở tỉnh Hải Dương. Đúng rồi. Mà nhắc đến tỉnh Hải Dương thì cực kỳ nhiều các cái khu nuôi gà. Đúng rồi. Trang trại nuôi gà và các khu công nghiệp đúng không? Đúng rồi. Thì thực sự là mình mà mua được những thực phẩm đấy nó cũng sẽ rẻ hơn ở thành phố và các cái tỉnh khác rất là nhiều. Đúng rồi. Đấy. Và cũng phải nói luôn với anh em nhé, đây là một cái trại mà kinh doanh chó rất nhiều những con chó mà siêu to khổng lồ này. Thì cái tiền thức ăn hàng ngày nó cũng chiếm một cái lượng gọi như rất là khổng lồ luôn. Vâng. Nên mình cũng phải chọn lựa những cái nguồn thực phẩm nào nó là tươi, ngon nhưng phải bổ rẻ nữa. Đúng rồi. Phải rẻ nữa chứ không thể mà sạch sẽ hay là không thể nào mà hàng hiệu được giống như anh em mua chú chó ở nhà. Đúng không? Đúng rồi. Miễn làm sao
là chó của mình ăn vào đủ sức khỏe này, không bị các bệnh tật về tiêu chảy, không bị các bệnh tật là được. Vâng. Và một cái nữa là phải lưu ý cho anh nghe là nếu mà cho ăn đồ sống này thì cứ phải vài tháng phải tẩy giun một lần. Vâng. Trung bình em khoảng 3 đến 4 tháng em lại phải tẩy một lần. Ừ, tẩy giun một lần. Đấy, ok, thì khi anh em mình sẽ cho đàn chó ăn đi. Vâng. Đấy. À, bọn chó nó ngửi thấy mùi thức ăn rồi nên bọn nó sủa rất là nhiều. Hôm nay là có gì mình quay đấy nhá. Đấy. Những cái suất ăn là tươi sống, gà xay và bò xay. À, chó con là cũng ăn. Đây, chó con là mình quay. Đấy, anh cứ ngồi vào thoải mái. Đấy, những chú chó Great Dane con cũng ăn cái phần tươi sống như này. À, Nam cho mình hỏi một cái là với cả những cái đàn chó con như thế này này, mới được khoảng tầm hơn một tháng tuổi mà cho ăn tươi sống này, nó có vấn đề gì không? Không ạ, nếu thực sự ra là như bọn em nuôi kinh nghiệm nhiều thì phần lớn là phải ăn như này thì nó mới đạt được cái cân nặng và cái thị hiếu của khách hàng. À. Đấy, đặc biệt là những khách hàng Campuchia. À. Như trại em là xuất tỷ lệ ra sang Campuchia nó khoảng 50% số lượng chó con sang nước Campuchia và khu vực Đông Nam Á. Vâng. Đấy, thì nếu như cái tầm này bọn nó tập ăn mà mình không cho nó ăn đủ chất như này thì cái dòng khổng lồ này nó có đặc tính là nếu như ông không cho ăn đủ chất thì nó sẽ xuống bàn. Nó sẽ còi. Còi cọc và nó sẽ xuống bàn, chân tay nó sẽ bị yếu. Đấy. Rồi, anh em đi từng chuồng có để giới thiệu cho mọi người được biết. À, mỗi một trại chó, mỗi một nhà nơi nuôi là sẽ có một cái khẩu phần ăn tốt nhất cho những chú chó của mình. Đấy. Hay như bạn này, bạn ấy nếu như ăn tốt, bạn ấy có thể ăn được khoảng tầm 5kg cả thùng. 5kg? 5kg, một bữa. Nếu như ăn tốt, nhưng mà thời điểm này bạn đang thay lốc, bạn hơi gầy và ăn nó sẽ bị kém đi. Kém đi. Cái dòng khổng lồ đó là vậy. Sang bên con Alabai đi. Đấy. Ở chuồng này thì có một cái cô chó cái và một cái chú chó đực. Nhưng mà bọn này hay nhỉ? Vâng. Ví dụ như là có một bát thôi nhưng mà con này cũng không hề tranh đúng không? Không. Quen rồi. Không được phép. Ừ. Đực phải ăn xong thì cái mới được ăn. Ừ. Đây là cái này là do luật của trại. À. Một là mình quy định, hai là chắc là con cái này nó cũng sợ con đực này nữa đúng không? Đúng rồi. Bén mảng và bị ăn đợp ngay. Vâng. Đúng không? Đấy, rất là ngoan nhé. Đấy. À, cô chó cái thì phải nằm chờ con chó đực ăn. Thực ra là bọn nó ăn đủ chất, gần như là nó đủ chất hết. Với những con cái như thế này buổi sáng nó ít ăn lắm. Ừ. Alabai nó khi nó đủ tầm của nó rồi là nó cũng hạn chế trừ những cái bệnh đực thôi. Ừ. Bởi vì nó cái góc độ mình để phối. Ừ. Đây, con này thì ăn xong rồi đây. Con này ăn xong rồi. À, đàn này thì đã tiêm phòng mũi 1 chưa? Em dự kiến là hôm qua bắt đầu em mới tẩy giun thì khoảng độ tầm chắc là khoảng độ tầm 3 đến 4 hôm nữa em mới tiêm. Ừ. Đấy là nhanh nhất, còn trung bình là khi mình tẩy giun là sau 1 tuần thì mình xong mới được tuần. Tiêm. Đúng rồi. Sau 1 tuần thì mới tiêm vào phòng mũi 1. Đúng rồi. Cho con ở đây thì tiêm mấy mũi thì mình xuất đàn? Em sẽ dao động vào từ 2 đến 3 mũi tùy vào khách hàng. Nhưng mà khi nếu như mà em tiêm 2 mũi này em sẽ nhắc khách. Thế là nhắc là đến thời kỳ là từ 75 đến 80 ngày là anh lên vào thêm một mũi nữa. Một mũi nữa. Bởi vì là khi em ra một con chó này nó cũng đều có sổ tiêm hết mà. Ừ. Thì khách hàng cứ nhìn vào theo dõi từng ngày từ tẩy giun đến tiêm là đều phải có hết. Ừ. À, sau khi mà tham quan một vòng trại chó Alabai và Great Dane của hai bạn là Nam và bạn Hồng ở chỗ thành phố Hải Dương rồi, và cũng quay là cả một dàn chó là ăn uống như thế nào rồi, vì mình cũng xin kết thúc cái video này tại đây. Rất là cảm ơn Hồng và Nam hôm nay đã mời anh xuống làm những cái chương trình rất thực tế để cho mọi người được xem nhé. Vâng. Thì cũng phải để lại một ít thông tin để cho mọi người nếu như mà muốn gọi như là giao lưu, muốn tìm hiểu về con giống thì còn biết là liên hệ với ai đúng không? Yeah. Vâng. Thì sẽ nhờ Hồng và Nam và chia sẻ là thông tin. Nếu như anh em mà muốn tìm hiểu, muốn mua con giống Alabai và Great Dane thì liên hệ như thế nào và thông tin như thế nào thì chia sẻ nha. Vâng. Thì em có địa chỉ tại Liên Khu Khánh Hội, phường Lam Đồng, thành phố Hải Dương. Ừ. Số điện thoại của em là 0913 039 918. À. Trại chó Đinh Bắc Hải Lan. À. Cũng trên tức là trên Facebook ấy. Facebook là cũng là Đinh Bắc Hải Lan. À. Đấy là nơi cái nơi này đấy. À. Là cái trại của em là chuyên phục vụ cho anh em
từ phối giống chó con cho phục vụ cho tức là đầy đủ các dịch vụ đầy đủ về các dịch vụ cái con giống những vâng. Nhất là những cái giống chó siêu to khổng lồ này đúng không ạ? Đấy. Vâng. Kể cả là đấy, kể cả anh em nào mà muốn mà nuôi mà kết hợp mà gọi bao tiêu đầu ra đấy, bao tiêu sản phẩm thì cứ liên hệ với cả hai bạn này nha. Ok. Vâng. Thì thông tin đấy cũng sẽ ghi ở phía dưới để cho anh em nếu mà có nhu cầu thì tự liên hệ nhá. Dạ vâng. Rồi xin cảm ơn anh em nhá. Vâng. Ok. Rồi xin chào. Vâng.